sẽ tiến về với thầy cô giáo, chúng ta sẽ thực hiện trước được theo lần lượt theo vị trí. Xin một tràng hoan tay nào cổ vũ cho các em lớp 6 với nhỏ nhất của trường chúng ta. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, Trung thu là một ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta. Tết Trung thu không thể thiếu được bông cỗ trung trăng. Em tên là Bùi Môn Chi. Sau đây em xin thay mặt cô khối 6 giới thiệu về mâm cỗ của chúng em. Vào một ngày Trung thu, có một gia đình có cha, có mẹ, có các thầy con, nhưng vẫn chưa được gọi là trọn vẹn. Vì trọn vẹn là phải có cả chị Hằng, chú Cuội và cây đa. Chính vì thế, đến với hội thi ngày hôm nay, chúng em mang đến cho tất cả mọi người một mâm cỗ đầy đủ các nhân vật trong ngày Trung thu. Đây là quả bưởi tượng trưng cho mặt trăng và chị Hằng. Còn đây là trái ớt tượng trưng cho chú Cuội. Đây là quả dưa hấu, chúng em đã cắt thật khéo léo, tạo ra hình của Bác Hồ, tượng trưng cho Bác Hồ đang vui chơi với thiếu nhi trong ngày hội trăng rằm. Đặc biệt, xung quanh mâm cỗ là những loại trái cây, tượng trưng cho những thành viên trong gia đình đang quây quần bên nhau. Ở trung tâm mâm cỗ là một quả bưởi đã được cắt thành hoa hồng với màu hồng đẹp xem, tượng trưng cho tình cảm của tất cả mọi người khi được quây quần bên nhau. Đặc biệt, trong ngày Tết Trung thu không thể thiếu hai loại bánh dẻo và bánh nướng. Vì vậy nên các hình một chú cá sẽ làm cho mọi người liên tưởng tới những đứa trẻ đang chơi dưới vòng trăng. Còn đây là đèn ông sao, tượng trưng cho những ngôi sao đang phát sáng, tỏa sáng khắp nhân gian. Đặc qua mâm cỗ trên, em muốn gửi tới tất cả mọi người rằng phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong lao động, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và trở thành cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước. Cuối cùng, xin chúc cho tất cả các bạn học sinh có mặt ngày hôm nay vui vẻ, hạnh phúc trong ngày hội trăng rằm. Chúc cho các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe và hạnh phúc. Cuối cùng, chúc cho tất cả mọi người tràn ngập niềm vui trong hội thi hôm nay. Và xin một tràng vỗ tay để chúc mừng cho khối 6 ta đã hoàn thiện phần thi của mình. Tuy là các em là những học sinh nhỏ nhất mới bước đặt chân lên trường trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, nhưng bài thuyết trình của các em vô cùng ấn tượng. Và xin một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng các em.